Hey, xin chào các bạn. Và chúng ta đến với Free Fire. Và hôm nay mình muốn trải nghiệm một thứ rất quan trọng, đó chính là mình muốn mua sạch tất cả các nhân vật ở trong cửa hàng của Free Fire anh em ơi. Anh chàng này tên là Phúc. Sao nghe giống tên của con chó nhỉ? Không phải chiêu nhân vật này mà là tôi có một con chó tên như vậy thật luôn. Nikita làm tôi tưởng một bộ phim nào đó. Chúng ta lại mua mà thôi. Thực sự thì cạn lời đúng không nào? Ok, chúng ta chuyển sang đây. Còn anh chàng Phúc với lại cô nàng Pita của mình là Maxim, ba nhân vật khác nhau luôn. Có một số bạn bảo là tại sao mình không mua thẻ vô cực đi. Thì mình thực sự là không biết thẻ vô cực thì nó được cái gì. Thì mình đang muốn mua đây. Và đây là rất nhiều đồ của thẻ vô cực sau khi mình được nâng cấp. Nhưng mà mình đang tự hỏi là mình bỏ ra 400 kim cương để mua thẻ vô cực thì tại sao mình không nhận được gì nhỉ? Ai có thể giải thích cho mình được không ạ? Thực sự mình mua xong rồi nhưng mà mình chưa thấy nó được tăng cái gì. Cũng chẳng nó được tặng cái gì. Đờ, tặng cái gì ta? Có anh em nào biết không ạ? Anh em nào biết thì chỉ cho mình với. Và mình đang muốn nâng cấp một lần thẻ vô cực lên một cấp bậc tiếp theo. Mình chẳng biết phải nâng kiểu gì luôn. Anh em nào biết nâng cấp thẻ vô cực ra sao thì nhớ comment dưới bên dưới và chỉ cho mình nhé. Thực sự mình đang rất là hoang mang và lúng túng. Mình cũng biết là phải làm sao để mà mua được cái thẻ vô cực này. Trong cái thời gian đợi chờ anh em cứu giúp mình để mà làm sao để mà có thể sử dụng thẻ vô cực và làm sao nâng cấp thẻ vô cực thì mình đây. Bốn nhân vật khác nhau luôn anh em ơi. À thằng kia nó cầm con Maxim. Đây. Thỏ Hauser thì cầm với cô y tá. Bên cạnh Zero này thì cầm cái con gì ta? Con này con nhân vật gì vậy? Nhìn lạ hoắc, anh em nào biết không? Comment bảo tôi cái nào. Tôi chơi Maxim thôi. Cái game này là đến được nửa đường mà phải nhảy game. À ok. Để cho mình có lớp ván mà. Nhìn cái ván đẹp vậy. Ê, một đống nè. Em quét một đống nè. Quét theo một thằng. Coi canh bay gặp đấu chứ. Đây anh đây. Canh bay vừa tới. Anh thử lật cái máng trượt cái anh Azure nó không bay luôn. Không có ai gần đây. Quá sướng. Có thằng này. Đâm chết nó. Tránh ra cái việc này, cứ để giang hồ làm việc. Anh là có mặt đâu rồi anh. Đừng nó đâu để anh chém chết mẹ nó cho. Con lắm à. Mày đâu để anh xứ. Mày đâu để anh chém cho. Ngồi xuống. Để anh chém cho, để anh chém cho. Mày. Sao mày vừa chơi có xấu. Đó, lần sau các chú cứ knock out để anh chém chết thôi, làm clip. Đi đi đi. Thằng Thỏ có đạn không? Đi quá không chơi đó. Ê, có xe. Xe kìa, bắn nó tông anh kìa. Đấy, cứ tật. Trời, bị đau. Nhanh, tỉnh mạnh, ui dồi ôi, bắn chết nó nhanh lên. Đằng sau cái Thỏ ơi. Ui dồi ôi, cần ai không? Không phải em, không phải. Vũ ơi, bắn chết nó nhanh lên. Hay lắm, bắn đi, bắn đi, good. Bài, Ngọc ơi. Cứu anh. Nó ngọc gao. Cứu anh em ơi, anh gục trước. Tại em gục trước. Khốn nạn thật, nó tông xe thẳng mặt mình. Này, đâu để anh cứu này, cho bọn, cứu. Đâu để thằng này để anh xử cho, rút dao cho chém chết nó. Ơ, nó chết bà rồi, buồn. Ơ, có thằng bên kia. Sau có cây. Kìa, có hàng kìa. Good. Nè, đang lượm đồ gặp ngay mấy bố này. Cái này là cái đảo thiên đường à? Không, đảo thiên đường là 6 giờ chứ lên lên mấy rồi. Lên làm thỏ. Không. Mình đang ở trong bom mà. Kelly chạy bỏ nó vui đi. Ấy nhầm nút. Ờ nhiều nấm quá, mình phải thu hoạch mới được. Em nghe tiếng xe đâu ấy? À để xem mình. Ok.
Đừng giờ bắt nó nữa. Thính ngoài bo rồi. Mà thằng phi công anh em thính có tâm lắm. Trong ngoài. Thính trong bo. Tôi trên đó em lời lấy. Trong bo mà. Thì chạy bo à? Lấy cái gì vậy? Bo nó gốc liên tục. Đâu để anh đệm cho. Trời ơi, có ba lô mà kiếm mà không ra. Nhảy nhảy lên anh xem nào. Nhảy lên anh ơi. Nhảy lên xem nào. Nhảy lên đi. Giáp ba kìa. Anh có giáp ba rồi. Té. Té rồi, té rồi, té rồi. Bao nhiêu giây vậy? Sao mình thấy thời gian à? 24 giây à? Ok, chạy rồi. Ok, đau lắm đó nhỉ. Ừ, tới trễ. Còn còn 7. Gì táp? What? 7 mà. 7. Tính cả 4 thằng mình cơ mà. 7 là cái Siga là con hỏi tôi phá tôi một team bốn và team ba khả năng tốt đẹp nhất là gì team bốn team ba nguy cơ chả gặp thằng nào luôn đấy. Có xe này, có xe kìa, có tiếng xe kìa. Chưa bốc bốc 30 kia nhanh lên, một đại không kìa. Rồi, em bị bắn, À, nhầm. Thì ra là em ấn nhầm cái nút nhảy xuống. Chẳng bị bắn cơ. Cái cướp cái bo vào sâu quá, em phải bơm máu đây. Ôi, bị một thằng bắn chứ. Đó không nhỉ? Không phải, là do cái bo này thôi. Nghe bo gắt quá. Mình mày đứng lại bắn nhau. Nhìn lên. Ê, có thằng nè. Chết không? Ba lô ba. Xin máu tí nào anh ơi, anh được còn ném máu đi không, ném ra đi nó đi. Hướng trước mặt kìa, anh em, hướng 30. Ui bị nó bắn. Cây không nấp. Ở đâu cái cây to nhỉ, để núp một cái. Nó ở cái đoạn khu nhà kia, nó trên cái địa lưới, địa giới đẹp rồi. Kiếm hòn đá đấy, Thôi, con máu không? Có không? Không có chứ. Nên, cho anh xin được. Ok, thank you. 300. Đợi chút nha, bấm máu đầy cho nó an toàn đó. Bắn tại chút cháo. Kìa, trước mặt. Hướng 15. Ừ, có cây kìa, kìa. Ê, tìm mặt. Ok, giết. Good. Ở trong cái nhà này. Ở trong cái nhà kìa. Trong cái gọi là trạm phát sóng, trạm điện quần què gì ấy. Chụp. Bao dần vào đi. Ném bom vô nó chạy liền à. Nó còn 2 thằng thôi, không sợ đâu. Mình còn 4 thằng mà. Chết. Thỏ chết à? Một thằng ra đi. Ôi giời, chỉ còn 1 thằng rồi. Anh em lên đây này, mẹ. 4 thằng này còn lên được 1. Bỡ ba vẫn lên. Ném bom chết mẹ nó đi. Trời. Cái chậu không có. Xong thế, thôi vào bo. Vào bo đợi nó đi. 4 thằng này còn lên được 1. Nghe nó vô lý. 1 cân 4 là ngồi cười. Trò khác thì anh không nói, trò này mà 1 cân 4 thì nó cũng hơi phàm phu. Có lần làm rồi. Thấy rồi. Đây kìa. Chúng mày kìa. Yeah. Giết rồi. Quá ngon. Cái này dễ sao ta. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại 1 đăng ký kênh.
vì nó hoàn toàn miễn phí. Và ấn vào biểu tượng chuông, lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này để sau khi Ad gửi lên cho các bạn các video, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn.